Và sau đây là những phần tin liên quan đến Á Châu, thưa quý vị. Singapore treo cổ hai tội nhân trong tuần lễ này vì buôn bán ma túy. Singapore vừa hành hình một người đàn ông vào hôm thứ Tư vì buôn ma túy và chuẩn bị treo cổ một người phụ nữ vào ngày thứ Sáu, gợi nhắc đến những lời kêu gọi xóa bỏ án tử hình. Tù nhân Mohamed Aziz Hussein, 56 tuổi, bị treo cổ ở tại nhà tù Changi của Singapore, sau đó được chôn cất. Theo nhà hoạt động Christian Hand thuộc về Transformative Justice Collective, là tổ chức ủng hộ bãi bỏ án tử hình ở tại Singapore cho biết. Tù nhân Mohamed bị tuyên án tử hình vào năm 2018 vì buôn 50 gram heroin. Một tù nhân khác tên là Saridewi Jamani là một phụ nữ Singapore 45 tuổi sẽ bị treo cổ vào ngày thứ Sáu, tức là ngày 28 tháng 7, sau khi bị kết tội và bị tuyên án vào năm 2018 vì buôn 30 gram heroin, theo thông tin từ các tổ chức nhân quyền khác cho biết. Người phụ nữ gần nhất bị treo cổ tại Singapore là một thợ làm tóc 36 tuổi, có danh tánh là Yen Mai Won, cũng bị tuyên án vì buôn bán ma túy vào năm 2004. Nếu tù nhân Germany bị hành hình như là đã định đoạt, thì Singapore kể như là đã xử tử 15 người vì buôn bán ma túy sau khi nước này quay lại với án treo cổ tử hình. Tháng 3 năm 2022, cứ trung bình mỗi tháng sẽ có một vụ hành hình, theo Tổ chức Ân xá Quốc tế và 7 tổ chức khác nói trong một thông cáo chung. Bất kỳ ai là công dân ở trong nước hay là người ngoài quốc, nếu bị kết tội buôn hơn 500 gram cần sa và 15 gram heroin, đều sẽ phải đối diện với án tử hình tại Singapore. Nguy cơ xung đột với Mỹ tăng khi Trung Quốc tiến bộ về AI quân sự. Những tiến bộ về trí thông minh nhân tạo quân sự của Trung Quốc có thể dẫn đến những thay đổi mang tính cách mạng và nhiều khả năng gia tăng nguy cơ xung đột vũ trang với Mỹ. Đó là cảnh báo đến từ Trung tâm An ninh Mỹ mới, Viện Chính sách ở Washington DC tập trung vào vấn đề an ninh quốc gia và các chính sách quân sự của Mỹ. Trong ngắn hạn và trung hạn, đa số những thay đổi về AI quân sự của Trung Quốc sẽ tăng dần và thu hẹp. Tuy nhiên, trong trung hạn đến dài hạn, một số có thể mang tính cách mạng và tổng quan. South China Morning Post dẫn nội dung báo cáo. Báo cáo cho rằng Trung Quốc có thói quen không công bố các nỗ lực hiện đại hóa quân sự, bao gồm AI, và vì thế trong tương lai có thể dẫn đến bất ngờ về chiến lược cho Mỹ nếu Bắc Kinh đạt được đột phá trong vòng bí mật. Hiện cả Trung Quốc và Mỹ đang thúc đẩy nỗ lực tích hợp các công nghệ trí tuệ nhân tạo cho quân đội trong bối cảnh căng thẳng song phương gia tăng liên quan đến Biển Đông và Đài Loan. Theo báo cáo, AI đóng một vai trò quan trọng trong các tham vọng quân sự của Trung Quốc, đặc biệt khi cần đạt đến mục tiêu trở thành quân đội cấp độ toàn cầu vào giữa thế kỷ 21. Tuy nhiên, Trung tâm An ninh Mỹ mới cũng nêu lên một số trở ngại mà Trung Quốc có thể đối mặt trên con đường xây dựng năng lực thống trị về AI quân sự, chẳng hạn như các biện pháp kiểm soát công nghệ do Mỹ và các đồng minh đang áp dụng. Để đối phó, các nhà hoạch định chính sách Mỹ nên có hành động kiên quyết nhằm ngăn chặn tiến triển của Trung Quốc trong lĩnh vực AI quân sự. Nước Úc chi gần 7 tỷ Mỹ Kim để mua lại 20 chiếc máy bay vận tải quân sự C-130J của Mỹ. Bộ trưởng Quốc phòng của Úc là ông Richard Marx mới đây đã công bố thương vụ trị giá là 9.8 tỷ đô la Úc, tương đương với khoảng 6.6 tỷ Mỹ Kim, để mua 20 chiếc máy bay vận tải quân sự Super Hercules mới từ phía Hoa Kỳ. Thông báo được đưa ra trước chuyến thăm nước Úc vào cuối tuần này của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin. Bộ trưởng Công nghiệp Quốc phòng của Úc là Pat Conroy cho biết, chiếc đầu tiên trong số 20 chiếc Hercules dự kiến sẽ được giao vào năm 2027. Những chiếc máy bay mới sẽ thay thế và mở rộng phi đội 12 chiếc Hercules hiện nay do Không quân Hoàng gia của Úc vận hành ở tại căn cứ RAF Richmond ngay gần Sydney. Cũng theo lời của ông Pat Conroy, việc mua sắm này sẽ tăng gần gấp đôi phi đội, đồng thời thể hiện sự nâng cao về năng lực và khả năng cơ động cũng như là vận chuyển của lực lượng Không quân Hoàng gia Úc. Thỏa thuận này được đưa ra trong bối cảnh Hoa Kỳ và Úc tiến hành cuộc tập trận quân sự mang tên là Talisman Sabre, 2 năm một lần. Cuộc tập trận năm nay có sự tham gia của 13 quốc gia và hơn 30.000 binh sĩ. Cuộc tập trận bắt đầu từ ngày 21 tháng 7 và dự kiến kéo dài 2 tuần. Lãnh đạo Palestine nỗ lực nối lại tiến trình hòa bình với Israel. Quan chức Palestine kêu gọi thành lập một mặt trận quốc tế dưới sự bảo trợ của Liên Hiệp Quốc để thực thi luật pháp quốc tế bằng cách chấm dứt sự chiếm đóng của Israel đối với các vùng lãnh thổ của Palestine.
Ông Mahdi Al-Khadi, cố vấn ngoại giao của Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas cho biết, giới lãnh đạo Palestine đang nỗ lực tạo ra một mặt trận quốc tế rộng lớn nhằm nối lại tiến trình hòa bình với Israel vốn bị đình trệ từ năm 2014. Phát biểu với đài phát thanh tiếng nói Palestine, ông Al-Khadi nhấn mạnh, việc nối lại các cuộc đàm phán hòa bình bị đình trệ với Israel nên dựa trên việc thực hiện các nghị quyết quốc tế và sáng kiến hòa bình Ả Rập. Quan chức Palestine kêu gọi thành lập một mặt trận quốc tế thống nhất và phối hợp dưới sự bảo trợ của Liên Hiệp Quốc để tìm cách chấm dứt sự chiếm đóng của Israel đối với các vùng lãnh thổ của Palestine. Theo ông Al-Khadi, Tổng thống Abbas trong chuyến thăm tới Thổ Nhĩ Kỳ và sau đó tới Ai Cập vào cuối tháng 7 cũng sẽ tìm cách để củng cố vị thế của người Ả Rập trong việc đối đầu với các biện pháp này của Israel. Các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp gần đây nhất giữa Palestine và Israel đã dừng lại vào năm 2014 do những bất đồng về các vấn đề định cư, an ninh và việc công nhận một nhà nước Palestine. Bắc Hàn chào đón Trung Quốc và Nga bằng màn trình diễn quân sự. Sau mấy năm đóng kín cửa vì đại dịch, Bắc Hàn đã mời bạn bè của mình trở lại vào tuần này, đón tiếp các phái đoàn cấp cao của Trung Quốc và Nga đến để dự lễ kỷ niệm 70 năm chiến tranh Bắc Hàn và cuộc đấu tranh chống lại Hoa Kỳ và các đồng minh. Các quan chức bao gồm có Bộ trưởng Quốc phòng Nga là Sergei Shoigu và Ủy viên của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc là Lý Hồng Trung dự kiến sẽ tham dự một trong những sự kiện lớn của Bắc Hàn, một cuộc duyệt binh lớn giới thiệu vũ khí mới nhất của đất nước này. Các nhà phân tích cho rằng cuộc duyệt binh có thể sẽ phô trương các tên lửa mang đầu đạn nguyên tử của Bắc Hàn vốn bị Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ra lệnh cấm. Đây sẽ là những phái đoàn nước ngoài đầu tiên được biết đến đã thăm Bắc Hàn kể từ khi đại dịch bùng phát. Các chuyến thăm này diễn ra khi Bình Nhưỡng đang tìm cách thắt chặt quan hệ với Bắc Kinh và Moscow để tìm điểm tương đồng trong cuộc đối đầu của họ với Hoa Thịnh Đốn và phương Tây. Bắc Hàn sẽ kỷ niệm chiến thắng trước các lực lượng đồng minh do Hoa Kỳ lãnh đạo trong chiến tranh Bắc Hàn từ năm 1950 đến 1953 vào ngày 27 tháng 7. Buổi lễ sẽ tạo cơ hội cho Bình Nhưỡng nêu bật những ngày chiến tranh lạnh khi quân đội Bắc Hàn chiến đấu với sự hỗ trợ của Trung Quốc và Nga. Bắc Hàn trên thực tế vẫn đang ở trong tình trạng chiến tranh với liên minh do Hoa Kỳ lãnh đạo sau khi giao tranh kết thúc bằng một hiệp định đình chiến thay vì là một hiệp ước hòa bình chính thức. Cựu bí thư Hàng Châu lãnh án tử hình treo vì nhận hối lộ. Truyền thông nhà nước Trung Quốc vừa đưa tin cựu bí thư thành ủy thành Hàng Châu, ông Zhou Jianyong, bị kết tội nhận hối lộ hơn 182 triệu nhân dân tệ, khoảng 25 triệu Mỹ Kim. Ông Châu bị phát hiện nhận hối lộ trực tiếp hoặc thông qua người thân của mình ở các thành phố và quận thuộc tỉnh Chiết Giang từ năm 2001 đến 2021. Đổi lại, cựu quan chức này sẽ bảo đảm các giao dịch liên quan đến xây dựng và thu hồi đất. CCTV không nêu tên bất kỳ bên nào khác có liên quan. Hàng Châu là thủ phủ của tỉnh Chiết Giang, nơi đặt trụ sở của một số công ty công nghệ hàng đầu Trung Quốc. Ông Châu bị kết án tử hình treo và sẽ được giảm xuống tù chung thân sau 2 năm nếu biểu hiện tốt. Cựu quan chức này bị điều tra do vi phạm kỷ luật và pháp luật nghiêm trọng vào tháng 8 năm 2021. Vài tháng sau, ông Châu bị khai trừ đảng và bị cách chức. Trong thời gian cư dân đây, cư dân ở làng Bettiah thuộc về tiểu bang Bihar của Ấn Độ phải sống trong tình cảnh mất điện thường xuyên. Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống hàng ngày của người dân. Qua theo dõi và điều tra, mọi người phát hiện vấn đề mất điện không phải là do ngành điện lực hay là đường dây có vấn đề, mà do một cô gái tên là Priti gây ra. Priti thường cắt điện của dân làng và những buổi cô hẹn hò với bạn trai. Tình trạng mất điện dẫn đến những vụ trộm cắp. Cô gái đã gây ra nhiều rắc rối cho chúng tôi. Dân làng phàn nàn với chính quyền địa phương về tình trạng mất điện thường xuyên nhưng đã vô ích. Một người dân sống ở trong làng cho biết, mục đích cắt điện của cô gái này là muốn hẹn hò bí mật với bạn trai sống ở làng khác mà không bị ai phát hiện. Sau khi phát hiện được nguyên nhân sự việc, dân làng đã kéo đến để hỏi tội hai người này. Cô gái đã cố gắng ngăn cản tránh cho bạn trai của cô bị đánh nhưng đã bất thành. Vụ việc dẫn đến mâu thuẫn nặng nề. Người đứng đầu hai làng đã phải bàn bạc và quyết định tổ chức đám cưới cho cặp nam nữ để họ có thời gian bên nhau mà không phải gặp trong bí mật. Indonesia thu phí du lịch với khách quốc tế đến Bali từ năm 2024. Chính quyền khu vực Bali của Indonesia vừa đề nghị từ năm 2024 sẽ thu phí 150.000 rupiah, tương đương 10 Mỹ Kim, đối với du khách quốc tế tới hòn đảo nghỉ dưỡng này nhằm tạo nguồn kinh phí phục vụ công tác bảo tồn văn hóa và phát triển hạ tầng cơ sở du lịch. Ông Tijok Bagus Pamayun, người đứng đầu văn phòng du lịch tỉnh Bali cho biết,
Mục đích thu phí du lịch là để duy trì thiên nhiên, văn hóa và môi trường của Bali một cách bền vững, bảo đảm khách du lịch có thể tiếp tục tận hưởng Bali với cảm giác an toàn và thoải mái. Trong khi chờ phê chuẩn của cấp có thẩm quyền, kế hoạch đã nhận được sự ủng hộ từ các bên liên quan trong ngành du lịch Bali. Một cuộc khảo sát của hãng tin Reuters mới đây cho thấy nhiều du khách quốc tế lo ngại chính quyền các khu vực khác của Indonesia cũng sẽ áp dụng thu phí đối với khách du lịch. Nhiều ý kiến cho rằng việc Bali áp dụng phí du lịch có thể ảnh hưởng tới lượng du khách quốc tế lựa chọn đến khu vực này. Và đó là những bản tin Á Châu. Chúng tôi sẽ trở lại cùng phần tin Việt Nam sau một số thông tin thương mại. Xin mời quý vị vẫn tiếp tục theo dõi.